đi nhá, sang đây thanh toán. Này, gái ơi, chị bảo này, nãy chị đưa đứa em chị bảo mẹ đứng sợ mua đồ, không có tiền đâu, có gì thì nó chị giảm rồi mà cả, giảm xuống 50%, khai bớt cho chị nhá. Xong rồi cuối giờ nó đi, chị thanh toán lại cho em, yên tâm, không sợ chị lừa đâu. Dạ dạ vâng ạ. Em ơi, trả lời gì chưa? Ôi, cái này xinh đấy, của em, cái này nhá, thích cái này không? Ờ, em ơi, cái này bao tiền nhở? Ê, 600 nghìn ạ. Khiếp, đắt thế, 300 thôi, bớt cho chị nhá. Cái này là hàng mới, em không bớt được nhiều thế đâu ạ. Sao, ôi trời ơi, đứa em chị khổ, bỉm sữa, vừa mới sinh xong. Này, cho nghỉ này, ăn mặc này, tinh toa tinh toàng. Nói mãi chị đi mua đồ đấy, có gì bớt cho chị. Còn những cái tiền đấy là nó về nó mua bỉm, mua sữa cho con nhá, 300 nhá. Ừ, dạ vâng vâng, em bớt rồi chị ạ. Ừ, đây, cả tiền cho em đấu chị ạ. Này chị gửi 300 nhá, chị về nhá. Ôi chị ơi, 300 của em đâu? 300 nào? 300 chị bảo là em thanh toán cho chị, tí em chị đi chị trả lại em ý. Vậy đấy 600 chị đem 300 à? Trời ơi, em ơi, đây là ngoài đời thật, không phải trên TikTok đâu. Đâu có người trả lại cho em. Cái mồm em nói là em bớt đi, thì bây giờ em phải chịu đi nhá. Nói bớt thì đừng đòi.